Ronaldo không phải ngôi sao duy nhất cần được giải cứu sau World Cup. Không chỉ siêu sao Cristiano Ronaldo mong được thoát khỏi mang United mà còn nhiều ngôi sao khác đều hy vọng có thể tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023. 1. HAKIMZIESH Ở cấp câu lạc bộ, không thể phủ nhận Zayet là con cá nhỏ trong ao lớn. Tuy nhiên, tại Morocco, cầu thủ chạy cánh được cho là ngôi sao và là niềm hy vọng của đội bóng Bắc Phi. Tại World Cup 2018 vừa qua, Giai Ed là một trong những tài năng được săn đón nhiều nhất trên khắp châu Âu, anh đã suýt đưa Ajax vào đến chung kết Champions League. Nhưng giờ đây, chỉ mới có hai trận ra sân trên mọi đấu trường mùa này, rõ ràng cầu thủ người Maroc không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Chelsea cho tương lai. Chelsea sẵn sàng bán anh và hàng loạt câu lạc bộ lành mạnh sẽ xếp hàng để cố gắng ký hợp đồng với anh ấy vào tháng 1 năm 2023. 2. Christian Pulisic Một ngôi sao bất ổn khác của Chelsea là Pulisic cũng đã gặp khó khăn về thời gian thi đấu ở mùa giải này, khi chỉ đá chính 3 trận ở Premier League cả mùa giải cho đến nay. Pulisic đã được liên kết với Manchester United vào mùa hè, khi Eric Ten Hag bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh người Mỹ nhưng Chelsea từ chối bán. Nếu Pulisic chơi hay ở World Cup 2022, anh sẽ trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng và Chelsea có thể hy vọng vào việc thu một khoản lợi lớn từ việc bán Pulisic. 3. Tất cả đều tin rằng Tielen sẽ rời Leicester vào mùa hè này đặc biệt là khi bày cáo thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình của họ với sự ra đi của Casper Smicco và Wesley Fofana. Nhưng cuối cùng, Tieland vẫn ở lại và kiên quyết không gia hạn dù giao kèo chỉ còn tới tháng 6 năm 2023. Ngôi sao người Bỉ chơi cực hay ở Ngoại hạng Anh 2022-23. Bây giờ, Tieland sẽ cố gắng chơi tốt tại World Cup để khiến các đội bóng để quan tâm. 4. Haafelis không còn được ưa chuộng ở Atletico Madrid mùa này. Hao Felix chỉ mới đá 9 năm trận tại La Liga dưới thời Diego Simeone và vẫn phải vật lộn để có phong độ cao nhất. Lúc này, tiền đạo người Bồ Đào Nha đang cân nhắc các lựa chọn của anh ấy ở thủ đô Tây Ban Nha trước mùa hè 2023 và World Cup có thể là cơ hội hoàn hảo để cựu cầu thủ Benfica gây ấn tượng. Nếu Felix thành công, anh có thể buộc Simeone phải xem xét lại kế hoạch đội một khi La Liga trở lại còn ngược lại anh sẽ chẳng còn tương lai ở câu lạc bộ này. 5. Memphis Depay Tự hào với thành tích 42 bàn thắng sau 81 lần khoác áo, Depay là trụ cột tại đội tuyển Hà Lan dưới thời Luis van Gaal kể từ khi cựu thuyền trưởng mang United trở lại. Tuy nhiên, Depay lại chẳng được trọng dụng kể từ lúc Xavi được bổ nhiệm tại Barcelona. Depay đã không chơi một phút nào kể từ khi dính chấn thương vào tháng 9 và Barca đang muốn bán anh kể cả khi Cựu thành viên PSV có tỏa sáng ở World Cup hay không?